đây mình thấy cũng có rất nhiều cửa hàng phải tạm ngưng nè, hàng đóng cửa nè. Ồ, ở đây có shop sóng nhạc ngày xưa rất là lớn, nhưng mà giờ thì đóng cửa luôn rồi. Kế tiếp thì có mấy căn là Tony nè, Tony cũng đóng cửa luôn nè. Nhưng mà thời buổi này thì nhu cầu của người ta không có tăng cao cho cái việc thời trang, mà cái quan tâm bây giờ đó chính là sức khỏe. Cửa hàng nón bảo hiểm Andy cũng trả luôn. Chúng ta thấy ở đây có một cái nhà hàng xưa ở Sài Gòn, nhà xưa Sài Gòn đó, rất là lớn, nhưng mà ngày nay thì cũng đóng cửa luôn. Nó 4-5 căn ở đây luôn đó. Có rất nhiều công ty môi giới lại đây để hy vọng là sale được cái nhà này. Quá trời luôn, 2 căn kế tiếp luôn, đủ lô gần hết á nhà. Đó, đây nữa nè, trời ơi, quá trời, số điện thoại dán lên luôn. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới bình an và hạnh phúc. Thế là một tuần nữa đã trôi qua và chúng ta bước sang một tuần mới nữa. Hôm nay là Sài Gòn ngày thứ 2, 23 tháng 3 năm 2020. Không biết tuần vừa qua các anh chị làm gì, cuối tuần có cái hoạt động như thế nào, hay là chúng ta ở nhà tiếp tục cập nhật tin tức của Covid. Còn em thì tuần vừa qua, cuối tuần thì em có một chuyến xa Sài Gòn, đi ra một hòn đảo, đó là đảo Cao Minh. Như các anh chị cũng đã biết thì đảo Cao Minh nằm ở Hồ Trị An thuộc tỉnh Đồng Nai. Mấy bữa thì ở Sài Gòn thì suốt ngày nghe thông tin về dịch Covid, nên cuối tuần em tranh thủ dạo một vòng, đi ra ngoài đó để xả stress. Ra đó thì có các hoạt động như là lội xuống hồ tắm, rồi bắt cá, nướng cá, rồi cắm trại, tránh xa Sài Gòn một ngày. Ở ngoài đó thật sự rất là thoải mái, vui vẻ, không có quan tâm đến thế sự, không quan tâm đến tình hình Covid. Vì ở ngoài đó rất an toàn ha. Thì một hộ trên đảo đó chỉ có một hộ ở thôi, mà hộ đó thì anh Xứng ảnh ở đó anh giữ đảo. Nói chung ở đó mình cảm thấy rất là trong lành, mát mẻ. Và hiện tại Sài Gòn bây giờ là gần 3 giờ chiều, và chúng ta đang ở đây là vòng xoay Trần Phú với lại An Dương Vương. Bên đây là con đường Trần Phú Nguyễn Hoàng năm xưa nè, với lại đường An Dương Vương phía sau lưng chúng ta nè. Theo thẳng hướng này thì chúng ta sẽ đi về đường Cộng Hòa, đi về quận Nhất, theo đường Trần Phú và đường An Dương Vương. Cũng là Thành Thái năm xưa với lại Nguyễn Hoàng đó. Trần Phú ngày xưa là Nguyễn Hoàng, An Dương Vương ngày xưa là Thành Thái. Theo thẳng hướng camera này chúng ta sẽ đi về chợ An Đông Plaza, Windsor Plaza, khu hồ bơi An Đông của ngày xưa. Và hôm nay trưa nay em có việc đi từ quận 5 về quận Nhất, có công việc thì sẵn trên đường đi, đi ngang qua những nơi này, sẵn chia sẻ anh chị và các bạn vài hình ảnh ở đây để chúng ta có dịp cập nhật tình hình ở Sài Gòn xem như thế nào ở các tuyến đường Nguyễn Trãi, phố Thời Trang, cũng như đi ngang cái ngôi chợ An Đông này. Nếu mà các anh chị và các bạn đang ở nhà trong cái thời điểm này thì chúng ta cũng có những hình ảnh để về Sài Gòn để xem chơi thông qua video clip, thấy được cái nắng, cái nóng ở Sài Gòn cũng ấm áp hơn nếu mà mình ở một đất nước lạnh lẽo.
Đó, chợ An Đông thì ngày nay đang trong quá trình tu bổ và cũng như sơn phết. Ở đây thì các gian hàng bán nữ trang mình thấy cũng rất là vắng. Rồi chúng ta sẽ quẹo trái qua con đường Nguyễn Duy Dương, Nguyễn Duy Dương để ra đường Nguyễn Trãi, phố thời trang ha. Nếu mà mình đi thẳng hướng này mình sẽ lên đường Nguyễn Tri Phương luôn đó, đi về chợ lớn luôn. Ở đây thì mình thấy cũng có rất nhiều cái cửa hàng nữ trang cũng đóng cửa, tạm ngưng hoạt động thì vì nhiều nguyên nhân, như là không có người làm hoặc là bán rất là chậm, hoặc là không có nguồn hàng, thì cũng vì sự ảnh hưởng của Covid này nên thành ra có rất nhiều cửa hàng ở Sài Gòn cũng như trên thế giới cũng rất là ảnh hưởng. Đợt này giống như là một đợt thanh lọc vậy đó, thanh lọc sàng lọc, ai kiên trì thì sẽ tồn tại, còn ai không đủ sức thì nói chung là tạm ngưng luôn. Và phía trước mặt chúng ta đó là giao lộ Nguyễn Trãi, Nguyễn Hoàng, năm xưa cũng là Nguyễn Trãi với Trần Phú ngày nay, đi thẳng hướng camera là con đường Trần Tuấn Khải, một đoạn ngắn. Bên cánh trái là đường Trần Phú. Ngay giao lộ này có cây xăng. Và ngay mũi tàu có một cái chung cư cũng rất là xưa rồi. Chung cư ở 391 Trần Phú nè. Phía sau chung cư là con đường Nguyễn Trãi, phố thời trang. Rồi bên tay phải chúng ta đó là nhà tang lễ, khu nhà tang lễ. Ở đây có một cái món rất nổi tiếng, đó là xôi mặn, xôi nhà xác, hay còn gọi là xôi nhà xác. Chúng ta chờ đèn đỏ chút xíu nha. Nhân đây thì cũng xin kính chúc toàn thể anh chị và các bạn lúc nào cũng luôn bình an nha. Đặc biệt là phải cẩn trọng trong thời buổi này. Hy vọng cũng mong là cái đại dịch này sớm đi qua để người dân trở lại cuộc sống bình thường, không có phải thấp thỏm lo âu vấn đề phòng dịch bệnh này nữa, mà tập trung vào việc tăng gia sản xuất, lao động, kinh doanh. Và chúng ta đang đi đây là con đường Nguyễn Trãi. Mình thấy con đường phố thời trang không có đông lắm, và hiện tại thì quần áo cũng rất là rẻ, giá không có cao. Nói chung là bây giờ người ta cũng muốn bán có được hàng để thu hồi vốn, rồi có chút kinh phí để trang trải. Ở đây mình thấy cũng có rất nhiều cửa hàng phải tạm ngưng nè, hàng đóng cửa nè. Shop thời trang thì hoạt động từ sáng tới tối, không có giờ nghỉ trưa. Khi mà mình đi đường này mà mình thấy có cửa hàng nào mà đóng cửa là mình biết rồi đó. Với lại bình thường ở đây thì không có cửa hàng nào mà không có nhà nào mà để trống hết á, ít, rất là ít. Nhìn thấy nhà này nữa nè. Số gỡ, ta gỡ địa chỉ luôn rồi, 359 Nguyễn Trãi. Khu vực này là khu vực bệnh viện Nguyễn Trãi. Ngày nay thì đa phần là ngồi chơi không, chứ quần áo thì bán luôn rất là chậm. Đó, mình thấy người đi qua đi lại thì cũng ít. Ở đây có shop sống nhạc ngày xưa rất là lớn,
nhưng mà giờ thì đóng cửa luôn rồi. Đóng cửa luôn, có chục căn ở địa chỉ này nè, bây giờ phải trả mặt bằng rồi. Giờ còn lại có 3 căn thôi. Kế tiếp thì có mấy căn là Tony nè. Tony cũng đóng cửa luôn nè. Đồng giá 155.000 nè. Trời. Giảm giá tới 70% sale up 90.000. Nhưng mà thời buổi này thì nhu cầu của người ta không có tăng cao cho cái việc thời trang, mà cái quan tâm bây giờ đó chính là sức khỏe cũng như sự an toàn. Còn mong cho cái dịch này sớm đi qua ha, để người dân khỏe hơn, đỡ hơn, và các anh chị cũng yên tâm khi mà có cái kế hoạch đi về Sài Gòn, đi về Việt Nam. Xe ở tới 70% luôn, quá trời. Hiện nay thì có một số cơ quan, số công ty cũng nằm trong cái địa phận cách ly, bị cô lập, bị phong tỏa, thì người ta cũng có phương án để công ty hoạt động liên tục, đó là nhân viên sẽ làm việc tại nhà, không đến công ty, không đến cơ quan nữa, giảm bớt cái sự tiếp xúc. Đây là giao lộ Nguyễn Chí Phương với lại Lê Hồng Phong với lại Nguyễn Trãi. Khu vực này là chợ Bào Sen. Bên trái chúng ta đó là hẻm vô chợ Bào Sen. Chợ Bào Sen mùa này thì cũng rất là vắng vẻ. Bây giờ thì cũng dọn chợ rồi. Chợ dọn buổi trưa rồi. Chợ chỉ bán từ sáng tới trưa thôi. Bây giờ cũng là cơ hội cho những ai mà có tinh thần kinh doanh nè. Cơ hội để thuê mặt bằng giá rẻ nè. Vì ở đây bình thường rất là khó để kiếm một mặt bằng trống. Nhưng mà bây giờ người ta trả mặt bằng rất là nhiều luôn. Như anh chị thấy ở bên phải có cửa hàng Bitat nè. Bitat cũng đóng cửa luôn nè. Rồi bên kia cửa hàng nón bảo hiểm Andy cũng trả luôn. Bây giờ những mặt bằng ở đây nó mới trở về cái giá như ban đầu, không có quá cao, giá bình thường ha. Giá bình thường còn chưa có người thuê nữa, huống chi giá ở thời điểm cao trào. Bình thường một mặt bằng ở đây ở thời điểm chưa có dịch bệnh thì ít nhất cũng phải là 1-2.000 đô một mặt bằng, còn một căn thì chắc cũng cỡ 5.000 đô, cũng tùy cái diện tích. Như Mỹ nói là cái giá cả ở đây rất là cao á. Như cái shop rất là lớn là shop C Collection nè, em cũng hay mua đồ này, nhưng mà họ cũng đóng cửa luôn. Đương nhiên là công ty chắc tạm thời không đóng cửa, nhưng mà họ rút bớt kinh phí á. Chúng ta thấy ở đây có một cái nhà hàng xưa ở Sài Gòn, nhà xưa Sài Gòn đó, rất là lớn, nhưng mà ngày nay thì cũng đóng cửa luôn. Nó 4-5 căn ở đây luôn đó.
Và bên cánh trái chúng ta đó là ngôi trường Bác Ái ngày xưa, và cũng là ngôi trường Đại học Sài Gòn ngày nay. Ngày nay thì trường được xây dựng thêm một cái tòa nhà mới kế bên. Những anh bán nón, những chị bán nón, bán nón bảo hiểm, bán vải ở đây cũng nói chung là ảnh hưởng theo luôn, bởi vì ít ai mua sắm. Nhưng mà bây giờ hot nha, hot là cái nón mà cứ bằng để tên là cái nón chống dịch đó. Nón chống dịch nghĩa là cái nón bo bình thường của mình, đội nón vải bình thường đó, rồi người ta để một cái tấm nhựa trong chặn phía trước mặt, giống như cái nón bảo hộ gì đó, nó gọi là nón chống dịch. Nhưng mà chỉ là những cái nón bán để phong trào thôi, chỉ bây giờ chỉ bán được những sản phẩm đó thôi. Còn những sản phẩm mà làm đẹp thì hầu như người ta cũng ít có nhu cầu. Bây giờ hiểu cái gì mà mang những ý nghĩa như là phòng chống dịch hay là diệt virus, rồi ngăn chặn virus thì sẽ rất là hút khách, rất là gây sự chú ý. Đặc biệt là khẩu trang, mà không phải nói khẩu trang mà là khẩu trang y tế á, nói riêng là khẩu trang y tế thôi, chúng ta thấy rất là khan hiếm. Tại vì một lượng khẩu trang đó cung cấp cho ngành y tế là chính, nên thành ra không có đủ để cung cấp cho người dân ở ngoài ha, hầu như ở tất cả các nước luôn á, nguồn nguyên liệu sản xuất nó cũng khan hiếm, nên thành ra ở ngoài mà muốn mua khẩu trang y tế cũng có, nhưng mà không có nhiều. Bây giờ người ta ưu tiên cho các bác sĩ, cho những người ở tuyến đầu để điều trị, vì vì cái trang thiết bị cho ngành y tế cũng đang thiếu. Bình thường thì không thiếu, nhưng mà tự dưng đùng một cái cần một số lượng lớn phải huy động, hầu như tất cả các nước đều thiếu hết. Và chúng ta tiếp tục ở đây cũng là con đường Nguyễn Trãi nè, đi tới tí nữa, ngày xưa là đường Võ Tánh đó, nhưng mà ngày nay cũng là đường Nguyễn Trãi luôn. Ở đây thì có rất nhiều cái shop lớn, giá mặt bằng ở đây thì cũng không hề rẻ đâu ha, nó còn cao hơn là ở quận 5 nữa. Chúng ta thấy ở đây có một cái quán rất là lớn, nhưng mà ngày nay thì cũng hoang vắng nè, cũng điêu tàn. Kế bên thì có Đà Lạt Phố nè, cà phê Đà Lạt Phố. Mời các anh chị chia sẻ, ngày xưa ở vị trí này là Hội Dục Anh đó. Ở bên đường có một cây cổ thụ rất là lớn, đối diện Hội Dục Anh ngày xưa vẫn còn đó ha. Ngay đây là ngã năm Thái Bình, và chúng ta sẽ đi một đoạn nữa rồi mình sẽ kết thúc video clip ngày hôm nay ở cuối đường Nguyễn Trãi cũng như đường Võ Tánh ngày xưa, ngay ngã 6 Phù Rổng ha, để mình xem trọn vẹn cái con phố thời trang ngày hôm nay nó như thế nào. Để anh chị và các bạn ở xa mình cũng hiểu hơn về tình cảnh của Sài Gòn hiện nay, cũng như thông tin về dịch bệnh. Để chúng ta cùng nhau chia sẻ, biết đâu trong những hình ảnh này thì lại có người thân cũng như bạn bè của anh chị buôn bán ở đây, mình cũng biết được ngày nay nó ra sao.
Chúng ta đứng đây là giao lộ Bùi Chu ngày xưa cũng là Tôn Thất Tùng ngày nay. Bên cánh trái chúng ta đó là nhà thờ Nguyễn Sĩ. Phía sau nhà thờ Nguyễn Sĩ này thì có cái trường tiểu học, và bên cánh trái thì có trường Nguyễn Bá Tồng vẫn còn ha. Trường Nguyễn Bá Tồng ngày nay là trường Bùi Thị Xuân đó. Chúng ta thấy cũng có mấy shop đóng cửa nè, và ở đây cho thuê mặt bằng cũng rất là nhiều luôn. Các chị thấy quá trời cái số điện thoại dán lên cái mặt bằng này, cho thấy là có rất nhiều công ty môi giới lại đây để hy vọng là sell được cái nhà này. Một nhà mà có cả mấy chục sale nhưng mà vẫn chưa có động tĩnh. Đó, như bên đây nè, thấy cho thuê nhà quá trời luôn, hai căn kế tiếp luôn, đủ luôn gần hết ta, nhà chính chủ rồi nhà cho thuê. Đó, đây nữa nè, trời ơi, quá trời số điện thoại dán lên luôn. Cơ hội cho những ai cần mặt bằng đẹp, mà lúc trước mình muốn mà không được ha, nhưng mà bây giờ thì có rồi đó. Cái gì nó cũng có hai mặt của nó, mà để thuận tiện để đạt được các tiêu chí như là thiên thời địa lợi nhân hòa thì chắc có lẽ rất là lâu. Đó, con này nè, ngay đầu hẻm luôn nè, và rất nhiều căn khác nữa, và con đường Lý Tự Trọng cũng vậy luôn, cũng có rất nhiều mặt bằng cho thuê đang được chào đón, đang được chào giá. Mình thấy nè, 33 Nguyễn Trãi nè, ở đây có hẻm 37 bán bánh mì thịt nướng cũng rất là ngon, rất là nổi tiếng. Và video clip đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.